Sở Đồ Gỗ Tú Đán xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 1 tháng 6 năm 2020 và chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà chú Tuấn ở tại đây là xã Thượng Trưng. Vâng, xã Thượng Trưng ở Vĩnh Tường. À, đây là cái không gian phòng khách của chú Tuấn nhé. Đấy, có đầy đủ sập cũng như là bàn thờ rất là đẹp. Hôm nay chúng tôi đến và bàn giao gia đình chú một đôi lọc bình chất liệu sa cừ, kích thước là 1m6. Toàn bộ lọc bình này chúng tôi là đục theo tứ quý là tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa. Đấy, trên cổ là ba chữ là phúc lộc thọ, tượng trưng cho tài lộc, hay là phong thủy rất là đẹp. Đây là chiếc lọc bình thứ hai đó. Không gian nhà rất là đẹp. Quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Website là đồgỗtùngtám.com. Ok, xin chào mọi người.